Chào anh. À, mình vô uống nước thử coi cái không gian quán tại vì mình thấy trên mạng. Ok, dùng thử hết luôn. Trà sữa nghĩa địa. Ly đầu lâu gấp đôi phải không? Cái menu quá là ngầu. Và tháng 7 thì em có menu mới, món hai dạng. Mình thanh toán luôn giúp em nha. Rồi ok. Cái này ấy chắc đông khách dữ lắm à. Dạ vâng, dạ đúng rồi. Đông khách thì vào buổi tối thì rất là đông. Cảnh nó âm luôn quá. Trời ơi. Anh vừa mơ, anh vừa mơ. Ly dậy. Thì chức năng ngủ. Quán cà phê nổi tiếng trên mạng thì mình cảm thấy rất là ấn tượng về cái phong cách thiết kế cũng như là cái kiểu cách của quán này ha. Đúng như những gì mình nói cực kỳ rùng rợn luôn. Vô chổng tối hù, tàn nhạc Phật với bia mộ với bùa chú đồ này kia nè. Nếu các bạn thấy cảm thấy hấp dẫn thì có khi nào thử đi uống thử cho biết cái cảm xúc của mình nó ra sao. Bye bye, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình thôi.